Còn đây, nguyên siêu của nó, hàng rất là xuất sắc, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Bây giờ em sẽ bóc ra cho mấy chị coi luôn. Đây là cái dòng hàng mà em sắp tay từ Hàn Quốc về Việt Nam cho mình. Khi các chị nhận hàng, các chị cũng kiểm tra hàng thoải mái nha. Cứ mở hàng ra coi giùm em. Đó, ok chưa? Nè, có tem chống hàng giả của Hàn Quốc luôn nè mấy chị. Có mã QR đầy đủ luôn. Made in là Korea, Hàn Quốc luôn nha mấy chị. Hàng sử dụng của nó là 2027. Hàng mới toanh luôn nha mấy chị ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc trong này nó có cái gì. Đây là cái dòng sâm tươi mình dùng để nó làm đẹp da cho các chị. Những cái chị nào mà da bị nám, da bị tàn nhang hoặc là da bị đồi mùi mà các chị sử dụng cái dòng hàng này thì thôi nhức cái nách luôn mấy chị ơi. 15 ngày thôi là da các chị cải lão hoàn đồng luôn. Đó, đây, đây là cái chai sâm tươi này mấy chị ha. Trong này nè, các chị để giúp em nó có cái củ sâm tươi để em mở ra em cho mấy chị coi. Đây các chị nhìn nè, thấy không? Cái củ sâm tươi nó nằm ở trong này nè. Cái rễ này, thì cái rễ này nó sẽ tiết ra một cái dịch. Thì cái dịch này là một cái hoạt chất giúp đào thải độc tố như là nám nè, sạm nè, tàn nhang ra khỏi bề mặt da của mình. Bộ y tế và khoa học người ta cũng đã chứng minh và công nhận rằng cái dịch này nó rất tốt cho làn da của mình. Những cái bà cung tần, những cái bà hoàng hậu quý phi ngày xưa đó, người ta hay sử dụng sâm để mà chăm sóc sức khỏe, chăm sóc chắc đẹp, lưu giữ tuổi thanh xuân của mình. Thì bây giờ cái sâm này công nghệ 2024 rồi. Đó, thoa lên da, thẩm thấu vào da, cái da của các chị nó ăn no dưỡng chất, nó sẽ bắt đầu hoạt động và nó tái sinh cho các chị một cái làn da mới, khỏe từ bên trong, khỏe ra bên ngoài. 15 ngày thôi, các chị sử dụng cái dòng serum này ha, các chị sẽ thấy là da các chị nó trắng lên và nó hồng lên mà nó khỏe từ trong gốc, khỏe ra cho các chị. Lếp nhăn hay là gì là nó mờ da căng bóng cho các chị luôn. Mà giá bây giờ nha, nhìn nè, cái chất của nó nè, vàng tươi luôn nha mấy chị. Serum này tinh chất của nó là vàng tươi luôn. Một giọt serum này nè là bằng công chức các chị sử dụng xài kem khoảng tầm 15-20 ngày nha mấy chị ha. Thoa tới đâu là da trắng tới đó, da căng tới đó luôn. Giá 600.000, em sale còn có 300.000 thôi. Chốt nhanh chốt lẹ giúp em. Có chỉ có mấy chai thôi nha mấy chị. Đây, chị nào luôn nói luôn, em hiện tại em nãy em lướt sơ qua, lướt sơ qua cái đống này thì cũng tầm 5-6 chai. Thì một chai như thế này là 300.000.